Té tới giờ tôi thấy có việc đáng ngờ lắm. Nó không đi làm. À, cái này là cậu nói dối tôi đúng không? Cậu muốn bao che cho nhà đó đúng không? Nó vẫn như một đứa trẻ 7 tuổi thì con tính sao? Nếu như lỡ chuyện đó xảy ra thiệt thì thằng Toàn nó là người buồn nhất đó. Cho nên trước mặt nó, tất cả mọi người làm ơn đừng có buồn bã hay ủ rũ gì hết nha. Anh trai của em thì đang nằm trong bệnh viện. Bây giờ mẹ phản đối em đi chơi cậu Kiên. Bây giờ em vẫn muốn ra đường đi chơi hả? Nè, đâu phải chuyện của chị đâu, chị quan tâm chi vậy? Em càng biện hộ thì chị càng tin là 99% em ra đường cậu Kiên. Chị thì biết cái gì chứ? Hả? Mẹ đừng có cho nó đi nha mẹ. Xem tập 64 Ngôi sao khoai tây phát sóng vào lúc 19:55 ngày 24 tháng 11 năm 2018 trên kênh HTV7.